đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang vươn mình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. 20 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần, Vợ Tôi Là Số 1, chương trình giải trí quen thuộc của mọi nhà lại đến. Tuần này sẽ là những màn tranh tài thú vị, những trò chơi vui nhộn hài hước, cùng những kiến thức bổ ích nào sẽ được hé lộ. Đặc biệt, bí mật gì sẽ được bật mí. Bao lâu em mới cua được vợ em? Ê, bình vững rồi. Với Mỹ Linh, Đỗ Thị Viên, Kim Ngân, Dòng Thông Minh, Quạt Công Khớ, Bản Lĩnh, Duyên Dáng, ai sẽ là người phụ nữ số 1 trong chương trình tuần này? Còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu chương trình với MC Đại Nghĩa ngay thôi nào. Đại Nghĩa xin chào bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhà hàng shop nước hoa Sạch Thơm Lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với phần tranh tài của ba người vợ đến từ ba gia đình. Họ sẽ chia sẻ với chúng ta những câu chuyện, những bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Và thông qua những phần thi mà chương trình đưa ra, chúng ta sẽ nhận ra được là họ gắn kết với nhau như thế nào. Và bản thân họ cũng sẽ nhận rằng mình đã hiểu được người chồng, người vợ của mình đến đâu. Xin được chào đón đồ chơi đầu tiên của ngày hôm nay, gia đình của Bùi Thị Mỹ Linh và Nguyễn Hoàng Sang đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Đại Nghĩa và khán giả của chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em tên là Mỹ Linh, đây là chồng em tên là Hoàng Sang. Hiện tại thì hai đứa em đều là nhân viên văn phòng. Hai em biết đến chương trình lâu chưa? Dạ cũng mới biết gần đây, tại vì có bạn em tham gia nên em cổ vũ rất là nhiều. À, rồi khi xem chương trình á, thấy làm sao? Dạ thấy chương trình này rất là vui. Mình thông qua chương trình mình cũng có thể hiểu, biết thêm được những cái điều mà những cái góc khuất ở bên trong á, tại vì có những cái câu hỏi mà bình thường mình thấy nó diễn ra hàng ngày, nhưng mà khi mà gặp những cái câu hỏi đó mình tự suy nghĩ, ủa nếu như mà ông chồng mình hỏi câu đó mình trả lời sao ta, thì đến với chương trình là mình sẽ có cái cơ hội để mình hiểu nhau hơn ha. Ngoài ra mình còn có thêm những cái kiến thức trong những cái chuyện chăm sóc gia đình, chồng con sao có đủ hết. Gia đình số 2, chúng ta sẽ gặp gỡ với Đoàn Thị Chiên và Nguyễn Văn Toàn đến từ Vũng Tàu. Xin kính chào quý khán giả trong chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em tên là Đoàn Thị Diên, bên cạnh em là ông xã Nguyễn Văn Toàn. Ông xã em đến từ Thanh Hóa, còn em là đến từ Quảng Trị. Hai đứa vào miền Nam lập nghiệp thì gặp nhau mới quen nhau ạ. Thì lúc mới quen thì anh mời em đi cà phê, thì lúc dắt ra ngồi ghế đá thì anh cầm tay em, anh bảo tôi đưa tay anh xem bói cho. Rồi cho ông cầm luôn vậy đó. Dạ, thì cứ cầm luôn, nó biết sao giờ. Thôi, nhưng mà đó là một cái kỷ niệm để mình nhớ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Gia đình số 3, Lâm Thị Kim Ngân và Nguyễn Thành Vui đến từ An Giang. Chào hai em. Dạ, chào anh. Em tên là Kim Ngân, còn chồng em là Thành Vui. Dạ, đến đây em có một cái kỷ niệm để chia sẻ là em với chồng em quen nhau là do... bạn em cũng thân á anh nhé. Kia đi ra quán cà phê cái tự nhiên ồn vô cái chiếc xe quán đó, chỗ này có người mày ơi, mình mắc lịch sự lắm. Cái vậy cái nó đâu có, tao mày vô ngồi đi, hồi có người này trả tiền cho mình. Cái ảnh dễ nhắn tin gì đó tỏ tình yêu thương qua lại gì đó. Cái mà mới gặp mà tỏ tình gì? Trời ơi miệng lử lắm. Em bị dụ được cũng mấy lần gì đó. Mà có một cái là cũng bị nho bạn dụ đi á. Dạ. Nho bạn tốt ghê ha. Nho bạn bây giờ nó là chị hai em rồi. Ồ dạ. Bởi gọi là duyên đó. Dạ. Chạy đâu cũng không có thoát được cái trơn trọi á. Cảm ơn các em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mời mọi người về vị trí. Và bây giờ là vòng thi đầu tiên, khởi động. Đầu tiên sẽ là gia đình của Mỹ Linh và Hoàng Sang ha. Chủ đề là ngày xưa. Ngày xưa, ngày xưa làm sao đây? Câu 1, ngày xưa chồng mập hay ốm hơn bây giờ? Ốm, ốm hơn, trung khớp. Hồi đó em có 57kg hơn. Còn bây giờ? Dạ, giờ em 65kg. Lý do? Dạ, được bồi bổ. Vợ chăm khéo quá cho nên là mập hơn. Câu 2, vợ thay đổi ngoại hình ít hay nhiều so với trước đây? Ít, ít, trung khớp. Câu 3, khẩu vị của ai đã thay đổi? Xưa thích ăn mặn, giờ chuyển qua thích ăn ngọt. Không thay đổi,
chồng. À. Sau khi em về em hay nấu ăn thì ảnh nói là ảnh thích món ăn của em. Thì món ăn của em thì sẽ khác với lại ở gia đình ảnh nấu. Nên là em thấy là thay đổi. Nhiều khi là ông nịnh mình ông nói vậy đó em ơi. Nha. Chứ thiệt ra ông nói đó khẩu vị của ông không có thay đổi gì hết trơn trời đó. Câu 4. Gu thời trang của ai tiến bộ hơn? Đáp án là chồng. Chồng trung khớp. Em, ngày xưa ông ăn bận thì ghê lắm em. Dạ, hồi xưa bận đồ có những cái quy tắc rất là cứng nhắc, mình thấy xấu nhưng mà kêu sửa không sửa. Ví dụ? Ví dụ như hồi đó đi đâu cũng mặc quần dài hết á, quần short nhất định không mặc. Còn giờ thì đi đâu cũng thích mặc quần short hơn, chỉ có những cái dịp nào quan trọng mới thích mặc quần dài. Tại hồi xưa nhiều khi gặp em mới gặp giữ kẻ, còn giờ thì không còn gì phải che giấu nữa. Câu 5. Nhắc chuyện ngày xưa ai sẽ mắc cỡ nhất? Chồng. Chồng trùng khớp. Nhà mình trùng khớp được 4 câu, 1.200 điểm. Tiếp theo, gia đình của Duyên và Toàn, chủ đề sửa chữa. Hai vợ chồng mướn thợ hay tự sửa đồ hư trong nhà? Tự sửa trùng khớp. Hay vậy? Tại vì anh là thợ đụng, đụng gì làm đó không ạ? Hay. Dạ. Nhờ vậy đỡ tốn tiền kêu thợ. Câu 2, chồng sửa đồ gì trong nhà là giỏi nhất? Đáp án quạt trung khớp. Ông sửa quạt máy hay ông sửa quạt tay em? Sửa cả hai anh ạ. Làm được luôn? Dạ. Không có học qua không mà biết? Dạ không học qua. Vậy mà cũng biết, quá giỏi. Câu 3, ai là người hay tiếc vật dụng cũ không vứt đi? Chồng, cũng chồng luôn. Em tại sao vậy? Dạ, thưa đại nghĩa, như vừa em giới thiệu là em là thợ đụng, cho nên là những cái vật dụng là em hay tận dụng để em, và em thích sáng tạo những cái vật dụng đấy để em làm những cái đồ dùng khác có thể sử dụng được. Dạ. Ví dụ như cái nồi nó hư thì mình sáng tạo, mình thành biến thành một cái bình bông chẳng hạn. Dù vậy phải không? Dạ. Vậy cũng hay. Câu số 4, vợ hay chồng ai đưa ý kiến thay mới vật dụng trong nhà trước? Chồng. Gì của mỏng hết trơn vậy? Dạ thưa đại nghĩa rằng là vợ em hay tiếc tiền, cho nên là các cái vật dụng mà em mà nhìn thấy không ấy là em được quăng lại để em sáng tạo cái khác, em cho cái mới vô. Dạ. Câu 5, gần đây hai vợ chồng thay mới vật dụng gì trong nhà? Tivi, nệm, không trùng khớp. Vậy là hai món này đều thay mới trong nhà hết đúng không em? À đúng rồi, dạ. Vâng đúng rồi. Nhà mình có 4 câu trùng khớp, 1.200 điểm. Gia đình của Kim Ngân thành vui, chủ đề ứng xử. Vợ hay chồng ai dễ nói chuyện hơn khi gặp người lạ? Chồng trùng khớp. Nãy nghe em giới thiệu rồi, ông này ông miệng lưỡi lắm phải không em? Dạ. Cho nên gặp ai em cũng dễ nói chuyện hả? Dạ. Thôi cũng được, có người chồng giỏi giao tiếp mình cũng đỡ mệt. Câu 2, tính khí nào của vợ mà chồng không thích? Hay đi trễ giờ, ngang bướng, nóng giận. Dễ nóng giận lắm mà. Dạ bà xã em dễ nóng giận lắm anh. À lúc đó em sao? Em dạ. Có bỏ ra ngoài không hay là ở đó nghe bà trút giận? Em bỏ ra ngoài chứ ở đó mà em nóng nữa là nguy hiểm lắm. Là banh nhà luôn đúng không? Dạ. Đúng. Nên có một người rời khỏi hiện trường. Câu 3, vợ làm gì mỗi khi chồng đi nhậu về? Khóa trái nhốt ổng bên ngoài. Không có. Chăm sóc. À, em có tâm lắm, mỗi lần mà ảnh đi nhậu về hay là mùng em chuẩn bị sẵn rồi nước nóng và nước chanh em chuẩn bị đàng hoàng hết rồi. Sợ mà lúc rồi. Đó ông còn biết cái gì không? Dạ, còn biết chứ anh. Vậy mà ông không nhớ đó. Câu 4, ai không nói chuyện mỗi khi giận nhau? Cả hai, vợ không trùng khớp. Em, vợ em nói là khi giận nhau em cũng không thèm nói chuyện với cổ hả? Có, đôi khi cũng có nè anh. À. Dạ, mà em ít nói lắm. Sau đó ai làm quề trước? Thường là em làm quề trước. Nên dạ. Như vậy, đàn ông mà em ha. Câu 5, vợ chồng chiến tranh lạnh dài nhất là mấy ngày? 7 ngày. 1 ngày. Giận gì dai dữ vậy trời? Có nhiều chuyện lắm mà giận rồi cái giống như em cũng không muốn nói chuyện gì hết trơn. Em im hoài đó, chừng nào anh lên tiếng thì bắt đầu em mới nói lại. Ông nói có 1 ngày kìa, vậy 6 ngày kia em làm gì? Thì cũng im ru hoài vậy đó, ông nói cho em cũng im ru hoài. Thôi em ơi, có gì ngồi xuống nói nhau. Em nóng giận mà đúng không? Em bộc phát ra hết cũng được. Nhưng mà khi nguôi cơn giận bình tĩnh nói chuyện lại nhau. Chứ chiến tranh lạnh dễ sức mẻ lắm luôn á.
Nhà mình thì có tất cả, trời ơi, 5 câu trùng khớp có một câu một thôi, 300 điểm. Gia đình của Mỹ Linh và Duyên, mỗi nhà đúng được 4 câu. Mời Mỹ Linh. Em chọn ở bên phải. Bên phải sáng đèn, em sẽ nhận được là một cái lẩu điện. Mời Duyên. Em chọn ở bên phải ạ. Mời em bên phải luôn. Sáng đèn luôn quý vị. Duyên sẽ nhận được sản phẩm là một cái nồi cơm điện. Điểm số của ba gia đình như sau: Mỹ Linh 1200 điểm, Duyên 1200 điểm và Kim Ngân 300 điểm. Vòng thi thứ hai đồng lòng vượt khó bắt đầu. Vòng thi này của chúng ta trò chơi mang tên ghép nhị vào hoa. Một người sẽ đứng ở đây thổi cái bong bóng lên cột lại, sau đó đưa cho chồng hoặc là vợ của mình, và người đó sẽ phải lắc cái vòng, vừa lắc vòng vừa cầm cái bong bóng di chuyển tới những cái bông hoa này ghép vào ở đây thành một cái nhụy. Giờ hai em ai thổi bong bóng ai ghép nhụy? Em thổi. Dạ. Để em lắc vòng đúng không? Rồi mời Duyên bắt đầu. Ai sẽ thổi quả nhỏ nhất quả trước nha. Cố lên anh, cố lên. Rồi lắc đi em. Đó. Hay quá. Rồi ok. Rồi. Rồi chạy về. Nè. Đó. Ghép coi cái nhụy nào vừa cái đó nữa. Cố lên em, bình tĩnh thôi. Nhỏ quá, em phồi to lên tí nữa. Ok. Bỏ đi. Lấy màu đỏ nè. Nhanh chân tay. Có thứ hai. Đó, cái đó ghép những cái bông xanh. Ok. Đúng rồi. Mình đến thôi. Rồi okay. Đúng rồi. Xem hai quả kem, chút xíu quả nào vừa nha. Rồi, cố lên. Hay quá. Bể bóng bóng, đập lại. Vẫn nhẹ nhẹ thôi. Quả thứ tư em. Ép. Cái bông vàng rớt kìa, lụm lên, cắn vô luôn. Rồi, vậy được rồi. Dạ. Rồi ghép cái bông kia lên đi. Ok, ghép kia lên. Lắc vòng. Cố lên ơi. Thôi. Được, 5 bông rồi. Quả này bự vô bông này đi em. Bông tím bên này nè. Lắc vòng. Có bên này. Rồi được luôn, hay quá. Ông chồng thổi chưa kịp. Cố lên. 5, 4, 3, 2, 1, kịp không? Ghét vô. 7 cái bông đẹp lộng lẫy quý vị. Một tràng cái tay dành cho gia đình. Mời gia đình tiếp theo. Gia đình của Kim Ngân cố gắng nha, bên kia người ta gắn được 7 bông đó. Bắt đầu. Rồi. Chết vậy, lắc sao đây? Lắc. Rớt quá vậy. Lắc tiếp. Rồi bà này không biết chơi lắc vòng. Trời ơi. Phải lắc vòng nha. Lắc vòng nha. Phẩy kèo. Lắc đi em, lắc đi. Vừa lắc vừa chạy tới. Lắc nhanh. Đúng rồi. Bự lên nữa. Giờ em thổi một cái nhỏ hơn đi cho cái bông màu xanh ngoài kia kìa. Đó, thổi một cái nhỏ đi. Bây giờ dễ gắn. Thôi được rồi, đó. Cột luôn cho nó nhanh, được một thùng lâu lắm. Cái này cũng được rồi mà. Không, nó lợp. Tiếp em. Giờ thổi trái bự nè. 5. Nhanh lên. 4. 3. Gắn vô. 2. 1. Hết giờ. Nhà mình gắn được 4 cái bông thôi. Xin mời gia đình tiếp theo. Gia đình Mỹ Linh. 2, 3, bắt đầu. Nhỏ thôi. Cột bằng nó khỏi cột thun. Rồi, lắc đi em. Rồi, để lên.
Đúng rồi. Lấy trái màu cam kìa, gắn vô cái bông màu xanh kìa em. Bông màu xanh đúng rồi em. Bông đỏ luôn, ừ. Đúng rồi. Gắn vô cái bông màu tím. Đi. Bự hơn chút nha em, hỏi bự hơn nha. Ôi, anh lắc đi, em thổi cho. Đó, được rồi đó. Hỏi bự lên em. Được 5 bông rồi, hỏi bự lên nữa. Bự nữa, bự nữa. Nữa nữa, to nữa, nữa. Bự nữa mới được. Lên em, lớn nữa. Thêm nữa. Nữa. Nữa em, nữa em. Chưa đủ hả? Chưa, nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Ráng lên, ráng lên. Rồi, rồi, rồi. Rồi, thổi tiếp. Bông tím này nè. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Không được. Rồi, vô cái bông xanh kia. Thổi đi em, thổi tiếp. Bự lên, thổi bự lên. Bự nữa mới được. Bự nữa. 5 4 3 2 1 hết giờ. Mệt quá không em? Dạ mệt. Nhà mình được 5 cái bông. Ở vòng thi này gia đình của Duyên gắn được 7 cái bông, nhận được 2.000 điểm. Gia đình Mỹ Linh gắn được 5 cái bông, 1.500 điểm. Và gia đình của Kim Ngân gắn được 4 cái bông, 1.000 điểm. Mời Duyên, em chọn ô nào để bước lên đây? Em chọn màu trái ạ. Ô màu trái hả? Ừ. Mời em. Ô màu trái sáng đèn. Và em sẽ nhận được sản phẩm là một bình đun siêu tốc. Điểm số của ba gia đình như sau: gia đình Mỹ Linh 2.700 điểm, gia đình của Duyên 3.200 điểm và Kim Ngân 1.300 điểm. Cố lên các bạn nha, đặc biệt là gia đình Kim Ngân. Tiếp theo sẽ là vòng thi thứ ba, tâm đầu ý hợp. Vòng thi tâm đầu ý hợp đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Cái điều quan trọng cần nhắc là đừng nói cái từ nào trùng khớp với từ khóa vậy thôi. Mời Ngân nhìn lên màn hình. Nhãn hàng Shop, nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Chủ đề di chuyển. Bắt đầu. Ba từ hành động trái với nhanh á. Chậm. Đúng từ thứ nhất. Dùng cái phép so sánh là dùng từ gì? Chậm gì cô? Chính xác. Có nè. Mà nó lặp lại. Em nói có hai. Là cái đó đó. Có hai đó đó. Có hai không? Không có hai. Không. Có bốn từ. Có bốn từ. Trái với thấp. Cao. Không phải đi. Cao, cao chạy xa bay. Từ lái nha. Xiếc, giống như xiếc vậy đó, xiếc. Gấp. Lái. Gấp gáp. Lái nữa. Ví dụ như mình nói là chậm như cùa, nó có mấy cái đó đó. Thì cái này là nó là hai, cái đó nó giống nhau là có hai. Nhanh như chớp. Có hai gì đó, có hai gì đó để mình diễn tải. Đó đó. Nó cũng là từ lái. Công, trái với công. Trái với công. Đúng từ thứ hai. Từ lái đó. Mình cứ từ từ, từ không có gì gấp gáp vậy nè. Không có từ gấp gáp đó. Nó cũng là từ lái đi, từ thẳng đó. Không phải, từ từ á, mình không có gấp gáp á. Mình cứ gì mà thẳng. Cái lỗ đó nó bị gì. Mình không dùng từ lũng, mà nói là nó bị gì. Phụ thì chịu phụ gì? Không phải, bị bệnh phụ gì á. Phụ gì, bệnh của con người á. Bị bệnh chứ không phải là cái phim. 5 bị bệnh. Nè, cái có hai gì đọc lại. Hết giờ. Em không có cái bệnh nào bệnh phù thủy hết trơn á. Ta kêu bệnh phù thủng. Phù thủng nha. Thấy không? Thủng từ thẳng. Thủng thẳng. Rồi cái kia là từ. Đấy. Mình giải mã được 3 từ khóa, 1.500 điểm. Xin mời gia đình của Mỹ Linh. Chủ đề giao tiếp. Bắt đầu. Chữ này là có hai chữ. Huyện là tới cái gì nhỏ hơn huyện. Đúng rồi. Xã giao. Đúng rồi. Cái này là mấy đứa chúng nhỏ trong công ty mình hay đi tập cái gì? Tiếng Việt. Thể hình. Đúng rồi. Đâu có đúng đâu. Ngược lại đúng rồi.
đây có ba chữ. Anh đang làm gì em? Đang nhìn. Đây là một cái kiểu mà cứ nhìn từ xa. Không, nó cứ là chăm chăm. Đúng rồi. Có cái áo mà mình khoác như này kêu là cái áo gì? Và cái áo mà nó có cái đuôi dài giống như siêu nhân đó kêu áo gì? Áo dài. Cái chữ đó là chữ đầu tiên. Cái này cái gì? Chàng vai. Đúng rồi, hai chữ. Rồi nó có mấy chữ? Bốn chữ. Là hai ba cổ. Đúng rồi. Mình lạnh quá thì mình sao? Co ro. Không, nó kiểu như vậy đó. Mình lạnh quá lạnh. Rét. Không, cái là động tác rung. Của mình. Rung đẩy. Đúng rồi, chính xác. 5 từ khóa, 2.500 điểm, chúc mừng. Xin mời gia đình của Duyên, mời em. Nhà hàng xóm nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày. Chủ đề nỗi buồn. Bắt đầu. Khi mà con nó khóc thì không khóc to. Có hai từ. Thít thít. Không khóc to. Nó hơi ngấn lệ. Nó chưa khóc, nó mới khóc đâu. Không, nó chưa khóc thôi. Có hai từ. Chề môi. Không. Chủ đề gì? Nỗi buồn. Có ba từ. Cái này là gì? Mắt. Khi mà khóc thì làm sao? Chảy nước mắt. Mắt đỏ. Đúng hai từ rồi. Mắt đỏ. Mắt đỏ âu. Bỏ qua đi, có hai từ. Mình định con thì con làm sao? Đau. Khóc. Không thật thà mà con hay nói gì? Dối. Khóc dối. Ba mẹ định con nhưng mà chưa khóc. Nước mắt mới chính xác. Con chưa khóc nhưng mà mới làm sao? Mới ấy là để ba mẹ một từ thôi. Này. Mẹ nheo. Không. Chề môi. Không. Cái này là gì? Mắt. Thì có hai từ, nó nội dung về từ khóc. Đi vắng chùa vắng như vắng tanh. Vắng tanh hay là vắng vắng tanh. Không, trời ơi. Mắt đỏ he. Đúng rồi, 3, 2, 1. Có còn 2 từ. Hết giờ. Còn 2 từ khóa nữa, mếu máu chầm dầm một đống mình chưa đoán ra. 1.500 điểm. Ở vòng thi này, gia đình Mỹ Linh giải mã được cả 5 từ khóa điểm cao nhất. Mời em tiến xuống một bước. Dạ, em chọn bên phải luôn. Mời em, bên phải. Sáng đẹp. Và Mỹ Linh sẽ nhận được sản phẩm là một cái lò nướng. Điểm số của ba gia đình như sau: Mỹ Linh 5.200 điểm, Duyên 4.700 điểm và Kim Ngân 2.800 điểm. Chúng ta sẽ chia tay với gia đình Kim Ngân tại đây. Hai nhà còn lại bước vào vòng đặc biệt, nhanh tay đáp lẹ. Câu số 1, chủ đề sức khỏe. Mình đặt cược bao nhiêu Duyên? Em đặt cược 1.000 điểm ạ. Linh? Em cũng 1.000 điểm. Câu hỏi: đứng dưới quạt máy khi vận động sẽ giúp cơ thể giải nhiệt tốt, đúng hay sai? Mời Duyên. Sai ạ. Khi cơ thể đang toát mồ hôi, lỗ chân lông nó đang nở ra, thì khi mà quạt nó vào thì dễ làm mình bị cảm lạnh ạ. Đây là câu trả lời chính xác. Nhiều người khi vừa đi nắng hoặc vừa vận động xong chọn cách đứng dưới quạt máy để giúp cơ thể giải nhiệt. Tuy nhiên, đây là hành động gây hại cho sức khỏe. Khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Gió từ quạt sẽ làm khô và mát da tạm thời, làm mồ hôi ngưng bài tiết, mạch máu co đột ngột, vô cùng nguy hiểm. Chỉ nên uống một ít nước, ngồi dưới quạt hoặc tắm rửa sau 30 phút khi đi nắng hoặc vận động xong nha. Câu 2, chủ đề làm đẹp. Em đặt cược 1.000 điểm ạ. Em đặt cược 1.000 điểm. Thức uống từ hạt sen hay hoa sen sẽ giúp đẹp da? Mời Duyên. Em nghĩ cả hai ạ. Hạt sen thì nó có cái nhụy sen ở trong á, thì nó là giúp cho ngủ ngon. Thì mình ngủ ngon thì da sẽ là rất là đẹp. Còn cái hoa thì khi hãm trà mình uống chung với ấy thì nó sẽ thơm hơn. Đúng rồi. Đây là câu trả lời chính xác luôn. Trong đông y, hạt sen có tính hàn, giúp thanh nhiệt tốt cho da, có thể dùng làm thức uống. Đặc biệt, hoa sen rất giàu protein, phosphor, sắt, vitamin A và C, giúp khử tế bào da già cỗi và lưu thông khí huyết. Câu 3, chủ đề nấu ăn. Em đặt cược 1.000 điểm ạ. Em cũng đặt 1.000 điểm. Cho cá vào nước lạnh hay nóng khi nấu
sẽ giúp món canh cá được ngon. Mời Duyên. À, khi cho cá vào nước nóng thì nó sẽ ngon hơn ạ. À. Bởi vì khi con cá nó đang tươi mà mình cho vào nước lạnh thì nó sẽ bị tanh ạ. À. Chính xác, chúc mừng. Trời ơi, nãy giờ ba câu liên tiếp chính xác hết luôn. Cược bao nhiêu nào em? Chủ đề sức khỏe, câu 4. Em đặt cược 1.000 điểm ạ. Vẫn cược 1.000, không cược phân nửa. Linh cược phân nửa cho anh. Em cược nửa số điểm. Phân nửa số điểm nha. Có thể ăn phần nào của ốc sên, thịt, ruột hay gan? Mời Linh. Ăn được thịt thôi ạ. Có thể ăn phần thịt của ốc sên. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Hiện nay rất nhiều người săn lùng ốc sên, ốc ma để làm đẹp, chế biến các loại món ăn. Ốc sên tính thanh mát, giàu axit amin, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu. Tuy nhiên, khi ăn chỉ nên ăn phần thịt đã được chế biến kỹ, không nên ăn ruột, gan dù nấu chín, tái hay còn sống, vì hai bộ phận này chứa nhiều ấu trùng ký sinh, dễ gây các bệnh về đường ruột, thậm chí viêm màng não. Câu số 5, chủ đề thực hành. Em đã cược 2.000 ạ. 2.000, Linh, sao em? Dạ, em cược 2.000 luôn. Ở đây chúng ta có một cuộn giấy bạc, con thú bông gì đó, một nải chuối, một bó hoa, một cây kềm bị rỉ sét, dưa cải chua, một con cá lóc, một chai nước. Với cái vật liệu chính là giấy bạc này, hãy cho biết giấy bạc có thể sử dụng để bảo quản những cái vật dụng gì ở trên này. Mời em lên đây. À, giấy bạc thì có thể cuốn cá lại, bọc cá, bọc cá làm gì? Nướng. Nướng. Dạ. Một. Có thể bọc cái chuối để bảo quản nó. Dạ. Cái kim có thể là mình để trong này, mình chà nó, mình cho nó cái rỉ sét nó rơi ra. Và Duyên nói rằng bọc cá lóc để nướng, đúng không quý vị? Cá nướng với bạc thường xuyên. Rồi Duyên nói rằng là dùng để bọc cái nải chuối lại. Đây là đáp án đúng luôn nha. Quấn cuốn nải chuối giúp chuối tươi lâu, vì khi quấn lại vi khuẩn không khí ít tiếp xúc với cuốn, hạn chế trao đổi chất nên chuối lâu chín. Chúng ta có thể dùng giấy bạc để chùi vết rỉ sét trên kềm vì có độ ma sát giữa giấy bạc và vật dụng bằng sắt. Chúc mừng Duyên. Nên chúng ta dùng giấy bạc để cuốn cái bó hoa này lại thì nó sẽ rất là dễ héo, bởi vì nó bị bít bùng lại hết trơn rồi. Còn bảo quản dưa chua không có được, vì giấy bạc gặp axit sẽ tiết ra ten, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nước lọc hay gấu bông thì cũng không có tác dụng gì với giấy bạc cả. Điểm số của hai gia đình như sau: Mỹ Linh 7.800 điểm và Duyên 9.700 điểm. Xin chúc mừng. Mời vợ chồng Duyên tiến lên phía trước, chia tay với gia đình Mỹ Linh tại đây. Trao hoa cho bà xã em nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Và bây giờ là chiếc cân vàng với gia đình của Duyên. Mời em lấy những bịch bột giặt để lên đầu cân bên kia. Bắt đầu. Rồi, chữ xếp sáng đèn, chúc mừng Duyên. Và mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Gia đình của Kim Ngân giải thưởng 2.800.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Về nhì, gia đình của Mỹ Linh giải thưởng 7.800.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Và về dứt, gia đình của Duyên giải thưởng là 9.700.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ. Đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng shop nước hoa sạch thơm lâu suốt 15 ngày đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn bà con vào tuần sau 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 3:00 sáng hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và 16:30 của ngày thứ hai trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.